đen đen này vẫn sáng này quý vị nhé. Đây em sẽ bật lên cho đèn sáng. Nếu mà bình thường á, bình thường thì cái mic nó rơi xuống quý vị nhé. Nếu mà để mà từ ở phía trên này của em là nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ M6 thì chắc là nó rơi vào tầm độ 1m40 phân. Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio Trung An. Vâng, trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đây là cặp micro không dây quý vị nhé. Đây là bộ micro không dây WeWoods VK321 mà ở video trước em giới thiệu đến quý vị và các bác đây ạ. Đấy. Vâng, đây. Ở phía trên mặt trên của nó đây quý vị nhé. Tem bảo hành hàng chính hãng của WeWoods quý vị nhé. Đây, và ở phía trên mặt này thì có chữ WeWoods, thương hiệu WeWoods đây quý vị nhé. Bảo hành quý vị và các bác 1 năm. Model là VK321. Đây là tay mic quý vị nhé. Tay mic này thì nó đã được sơn 3 lớp và phủ lớp nano chống chảy xước quý vị nhé. Chống chảy xước, chống bám vân tay. Và ở phía trên này thì thép không gì. Thép không gì. Và đây quý vị và các bác chúng ta nhìn thấy cái viền đây thì đều có chữ WeWoods VK321 quý vị nhé. Đấy. Và cái đầu thu mic này này quý vị này. Đầu thu mic này thì được phủ nano kháng khuẩn quý vị nhé. Đấy, được phủ nano kháng khuẩn cho nên là khi mà chúng ta hát karaoke đó, chúng ta hát trong thời gian dài nó không bị hôi. Đấy, cái đầu mic thu nó không bị hôi. Em biết là rất là nhiều bác là cầm vào những mic thu này chúng ta hát trong thời gian dài đó. Nhiều người cầm vào nó giống như kiểu là cái đầu micro, đầu mic thu ở trong phòng hát thì nó quá là nhiều người cầm vào nó trong thời gian gần. Đấy, trong thời gian thì nó sẽ bị hôi, cái đầu mic thu nó rất là hôi. Nhưng ở đây thì nó đã có nano kháng khuẩn rồi quý vị nhé. Đấy. Vâng, một bộ micro không dây WeWoods VK321 như thế này mà đi kèm với chiếc X7 đa sẽ acoustic như thế này thì nó quá là tuyệt vời luôn các bác nhé. Và em đang ghép cặp loa WeWoods C12. Trong bộ dàn này thì em sẽ test thử quý vị nhé. Đấy, em sẽ test thử bộ micro không dây WeWoods VK321 này. Đấy. Cái núm bật tắt nguồn này làm cũng quý vị và các bác nhìn này, các kỹ sư người ta thiết kế, người ta làm rất là đẹp mắt luôn, hình tròn quý vị nhé, ấn vào cái là lên. Và bộ micro không dây này thì nó chính là bộ micro không dây chống rơi quý vị nhé, cảm biến gia tốc chống rơi. Khi mà chúng ta cầm ở trên tay này, chúng ta thả ra thì rơi xuống phía dưới đất thì nó sẽ không phát ra tiếng bụp ở trên loa quý vị nhé. Nó sẽ không gây ra tiếng bụp ở trên loa. Một cái điều mà rất là ít những dòng micro không dây làm được quý vị nhé. Rất là ít những dòng micro không dây làm được những cái điều như vậy. Đấy. Vâng, bây giờ em sẽ hát test thử bộ micro không dây WeWoods VK321 này quý vị nhé. Và sau đó em sẽ thử cảm biến gia tốc của bộ micro không dây WeWoods VK321 này. Quý vị và các bác chúng ta quan tâm đến bộ micro không dây WeWoods VK321 này thì chúng ta hãy xem hết video này quý vị nhé. Đấy, chúng ta hãy xem hết video này. Đấy, để chúng ta cùng theo dõi. Đây, em sẽ lùi máy lại chút xíu nữa nhé. Để chúng ta cùng theo dõi cái cảm biến gia tốc của nó quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng theo dõi cảm biến gia tốc của bộ micro không dây WeWoods VK321 này. Đấy, em hãy test thử nhé. Em đã mở lên nhé. Tôi thế người
tay đắm bên là ngàn như bông hoa ngàn thương yêu vô vàn nguyện thề non nước sẽ không hề chuông đổ chùa xa chiều tan trường về điệp cùng làng chung bước cuối nẻo đường đi đôi mong hẹn mùa thi làn khóc đợi người đi lần cuối gặp nhau các tóc quên đời vì ai nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ là đau buồn quá khi hay việc đã cho ai đời quá chua cay duyên đành lỡ vì ai bao nhiêu niềm vui cũng vui chôn từ đây vui chôn từ đây lỡ một cũng đã phải chăng tình đời là vòng dây oan trái nếu vì tình yêu lan có tội gì đâu sao hướng vào sầu đau nàng sống một hai ba bốn mic của em bây giờ vẫn chạy bình thường nhé. Nếu mà bình thường rơi thì nó tập vào cái beat này thì cái tiếng nó liên quan rất là mạnh các bạn nhé. Buồn xa nhân thế nóng thân cửa
Bây giờ em sẽ test thử cái cảm biến gia tốc. Cảm biến gia tốc khỏi chống rơi. Bình thường thì nếu mà mic mà nó rơi xuống, mic mà nó rơi xuống thì nó sẽ có cái tiếng mà vọng lên trên loa rất là lớn. Đấy, rất là lớn luôn các bạn nhé. Nhưng chúng ta hãy thử chúng ta hãy thử xem cục micro không rơi rơi với cái kép anh em một này. Quý vị nhìn nhé, quý vị nhìn đèn đèn này vẫn sáng này quý vị nhé. Đây em sẽ bật lên cho đèn sáng nhé. Nếu mà bình thường á, bình thường thì cái mic nó rơi xuống quý vị nhé. Nếu mà để mà từ ở phía trên này của em là nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ M6 thì chắc là nó rơi vào tầm khoảng độ 1m40 phân, 1m40 phân tức là 1m40 cm. Thì cái tiếng mic này nó sẽ vọng lên trên loa. Nó vọng lên trên loa thì rất là lớn. Thứ nhất vọng lên trên loa rất là lớn. Cái thứ hai nữa là nhiều bộ mic thì nó sẽ gây đến là cháy loa bass hay là cháy loa jack. Nhưng đối với bộ micro không dây này nó vẫn bình thường nhé. Nên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là chế độ chống rơi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cảm biến gia tốc quý vị nhé. Đấy. Nếu mà bình thường em đọc xuống dưới này này, các bạn nghe này. Chưa nói đến cái chuyện mà ở từ trên này quý vị nhé, chưa nói đến cái chuyện ở từ trên này nó rơi xuống, mà em ở phía dưới này thôi, phía dưới này em thả này thôi. Đấy. Rất là nhẹ nhàng thôi, em thả xuống thôi nhé. Đấy thì nó đã vọng lên cái tiếng nó cực kỳ là lớn ở trên loa của chúng ta rồi. Nhưng khi mà em cầm cái mic 1m40 cm mà em thả xuống, chúng ta không nghe thấy tiếng gì cả đúng không ạ? Không nghe thấy cái tiếng vọng lên trên loa luôn. Đây. Em làm một lần nữa nhé. Bình thường đúng không ạ? Đấy. Chúng ta không nghe thấy có tiếng vọng lên trên loa các bạn nhé. Đấy, không nghe thấy tiếng vọng lên trên loa. Em sẽ bật nguồn mic lên. Nên 1 2 6 7. 1 2 6 7. Mic vẫn bình thường. Mic vẫn bình thường và bộ micro không dây này thì giá của nó chỉ có 3 triệu đồng quý vị nhé. Giá của nó hiện tại bây giờ là đang được khuyến mại, giá của nó chỉ có 3 triệu đồng thôi. Một bộ micro không dây vừa hát hay tiếng sáng mà nghe cực phê luôn. Nếu mà chúng ta hát karaoke bằng bộ micro không dây Wewood VK321 này thì em tin chắc chắn rằng là các bác sẽ không muốn rời tay ra khỏi chiếc mic quý vị nhé. Đấy, chống rơi, cảm biến gia tốc và nano kháng khuẩn, phủ nano chống bám vân tay, chống chảy xước quý vị nhé. 3 triệu đồng cho bộ micro không dây em vừa test xong. Đấy. Mọi chi tiết và các bạn yêu mến ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em thì các bạn liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên tấm biển, hoặc các bạn để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.